Alo, no. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kiểu Báu Vật Khánh. Thì chiều nay mình có lên cho anh em 3 video rồi. Hai video ở ngoại hạng Anh và một video ở La Liga. Hai video ở ngoại hạng Anh thì gồm có trận đấu giữa West Ham gặp Leeds. Trận đấu thứ hai giữa Big Ten và Southampton. Trận đấu ở La Liga giữa Atletico Madrid và Osasuna. Thì anh em cố gắng theo dõi từng video này cho kỹ. Thì rất nhiều thông tin và nhận định của mình đưa ra cho anh em tham khảo để anh em có hướng đầu tư để có lợi nhuận. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lên một trận đấu cũng thuộc La Liga, trận đấu vòng 35 giữa Sevilla gặp Real Betis. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng mai, ngày 22 tháng 5 anh em nhé. Hiện tại thì với chủ nhà Sevilla, họ đang có vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng La Liga. Với 34 vòng đấu đã qua thì họ giành được 13 chiến thắng, 8 trận hòa và 13 trận thua, ghi được 44 bàn thắng và để thủng lưới tới 49 bàn. Sevilla ở những vòng đấu gần đây thi đấu rất là tốt nha anh em. Khoảng 10 trận đấu gần đây thì 5 trận đấu gần nhất thì họ giành được đến 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trước câu lạc bộ Girona. Còn nếu mà nói xa hơn về 10 trận đấu gần đây thì họ giành được đến 8 chiến thắng, 7 chiến thắng và thua 1 trận và hòa 2 trận. Càng về cuối mùa có lẽ là Sevilla đá càng hay nha anh em. Còn với Real Betis thì ở đầu mùa bóng thì họ chơi rất là thăng hoa. Ở đầu mùa bóng thì họ giành được rất nhiều những điểm số quan trọng. Nhưng càng về cuối mùa thì họ cho thấy rằng là họ đang có vấn đề. Với thành tích 34 trận đấu vừa qua, họ giành được 16 chiến thắng, 7 trận hòa, 11 trận thua, ghi được có 43 bàn thắng và thủng lưới tới 38 bàn nha anh em. 5 trận đấu gần nhất thì họ thắng được 2, thua 2 và hòa 1. Xa hơn 10 trận đấu gần đây thì họ cũng chỉ thắng được có 4 trận thôi và thua đến 5 trận, hòa 1 trận. Điều đó cho thấy rằng là Betis càng về cuối mùa có lẽ họ càng phong độ càng đi xuống nha anh em. Với phong độ như vậy thì mình nghĩ rằng một kết quả có lợi cho Sevilla, đội chủ nhà ở trận đấu này, có lẽ là hợp lý. Tiếp theo thì anh em hãy cùng mình đi tới cái sơ đồ dự kiến hai đội sẽ đưa ra ở trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu ngày hôm nay thì đội chủ nhà Sevilla sẽ đưa ra sơ đồ 4-3-3. Đá cao nhất trên hàng công sẽ là Gomez, sẽ là Rafinha, sẽ là Isaac Lamina. Hiện tại thì như mình nhìn đây thì Sevilla sẽ thiếu vắng Marcão nhá anh em. Còn ba cầu thủ chưa chắc đã ra sân đó là Guizhou và Jordan Nianzou. Bên phía Real Madrid họ sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Đá cao nhất trên hàng công sẽ là Iniesta. Ba cầu thủ hỗ trợ phía sau sẽ là Luis Henrique, Seco Canales và Azuze PZ. Ở trận đấu này thì bên phía Real Betis chỉ thiếu vắng đúng một cầu thủ thôi, đó là Fekir. Còn cầu thủ Victor Ruiz này thì chưa chắc đã ra sân anh em nhé. Nói chung là để biết đội hình chính xác nhất là phải khi trận đấu, trước trận khi trận đấu diễn ra 30 phút. Và nếu mà như ở trận đấu này với những thông tin mình có được thì mình nghĩ rằng một kết quả, nói chung là hai đội bóng sẽ đá rất là căng thẳng và ở trận đấu này mình nghĩ rằng nổ tài sẽ rất là khó nha anh em. Điểm qua một chút về quá khứ thì như mình thấy đây thì trong quá khứ hai đội gặp nhau đến 54 trận. Và Sevilla giành được 25 chiến thắng, 18 trận hòa và chỉ thua 11 trận thôi. Cho nên là ở trận đấu này mình vẫn nghiêng về một kết quả có lợi cho Sevilla. Anh em nếu mà đầu tư thì nên xem xét cái kèo Sevilla chấp nhá. Và tiếp theo thì như anh em thấy đây
là Sevilla ở những trận đấu gần đây thì gần như ở trận đấu nào họ cũng ghi được bàn thắng nhá. Trong 10 trận đấu gần nhất thì chỉ có đúng một trận đấu gặp Girona họ thua 0-2 là họ không ghi được một bàn. Còn với Real Betis thì khá nhiều trận đấu họ không ghi nổi một bàn thắng nha anh em, rất nhiều. Trong 10 trận đấu gần nhất thì Real Betis có đến 5 trận không ghi nổi một bàn thắng nào. Cho nên là ở trận đấu này thì mình nghĩ rằng kết quả 1-0 cùng lắm là một đều cho hai đội. Và thông tin mình có được thì 8 trên 10 trận đấu gần nhất thì Sevilla thắng kèo châu Á nhá anh em. Và 4 trên 6 trận vừa qua của Sevilla đều là xỉu. Chỉ có hai bàn quay đầu nha anh em. Và điều tương tự cũng diễn ra với Real Betis. Cho nên hướng đầu tư của mình ở trận đấu này sẽ là xỉu cả trận và xỉu HT nha anh em. Rồi tiếp theo thì anh em hãy cùng mình đi đến cái trang mà mình đang đầu tư. Hiện tại thì trên trang mình đang đầu tư, họ đang đưa ra mức cược là Sevilla chấp 0,5 cả trận. Thực sự thì là kèo này nó hơi cao. Hiện tại thì rõ ràng là Sevilla có thứ hạng cao hơn Real Betis. Nhưng xin lỗi mình nhầm. Hiện tại thì Real Betis đang có thứ hạng cao hơn Sevilla, nhưng Sevilla lại là đội có phong độ tốt hơn anh em nhé. Với cái kèo chấp 0.5 này thì mình nghĩ là nếu anh em mà đặt niềm tin gọi là hoàn toàn vào Sevilla thì anh em có thể đầu tư. Còn không thì anh em hãy chờ cái kèo 0.25 này ăn đủ anh em có thể đầu tư nhá. Thứ hai là kèo tài xỉu cả trận 2,5. Mình nghĩ là kèo này nó hơi cao. Nó hơi cao nha anh em. Và chắc chắn rằng mình sẽ đầu tư vào kèo xỉu cả trận 0.25 FT. Bỏ đủ ăn 94 nhá. Và kèo tiếp theo mình sẽ đầu tư đó là kèo xỉu 1 HT. Với những cái gọi là phong độ ghi bàn, gọi là cái thành tích ghi bàn từ đầu giải đến giờ giữa hai đội thì mình nghĩ rằng kèo xỉu HT ở trận đấu này là đầu tư có khả năng ăn rất là cao nha anh em. Còn nếu hướng của mình đầu tư cho anh em để làm sao để đảm bảo an toàn đó là đi xỉu 1 HT nhưng khi 20 đến 25 phút của trận đấu mà banh chưa lỗ thì anh em có thể đánh quay đầu vào kèo rung cho mình nha anh em. Đánh kèo rung 0,5 cho mình. Kèo này thì nếu mà tầm 5 đến 10 phút thì kèo sẽ xuống 0.75 ăn đủ rất nhanh. Những trận đấu như thế này thì kèo xuống rất nhanh anh em nhé. Cho nên khi đó thì anh em có thể đầu tư nhẹ vào cái kèo tài 0.5 HT hoặc anh em có thể bán kèo để đảm bảo lợi nhuận cho anh em. Rồi, vậy là ba kèo mình đã lên cho anh em ở trận đấu này, đó là kèo Sevilla chấp cả trận 0.25 ăn đủ anh em mới vào tiền nhá. Ăn thế này thấp không nên đầu tư. Và kèo xỉu 2,5 FT, kèo xỉu 1 hòa HT. Có những kèo góc và thẻ, anh em nào có nhu cầu đầu tư thì hãy liên hệ với mình qua số Zalo và link TN mình ghim ở dưới phần mô tả. Những anh em nào mà đang đầu tư trên các trang trả sau hoặc qua cò thì mình thấy rằng nó thứ nhất nó rất nguy hiểm, thứ hai nữa là anh em sẽ được ăn với tỷ lệ rất thấp nha anh em. Mình khẳng định với anh em rằng kèo xỉu 1 này ở trên các nền tảng anh em đầu tư, ví dụ như là đầu tư qua cò thì anh em hiện tại như ở trên trang mình đang đầu tư ăn 95 thì anh em đầu tư bên ngoài chắc chỉ ăn được tầm 80 đến 85 là cao. Mình tin rằng nếu mà kèo xỉu này nhiều người khi vào thì ở cò còn không có kèo xỉu 1 mà chỉ có kèo xỉu 0.75 ép anh em phải đi xỉu 0.75. Hiệp 1 có thể có một bàn thắng nhưng anh em đầu tư kèo xỉu 1 này có thể khi mà trận đấu diễn ra 20 đến 25 phút anh em có thể bán kèo nhá. Có anh em đầu tư qua cò thì lúc đấy anh em có quay đầu cũng không kịp nữa. Anh em hiểu không?
anh em chỉ có thể đánh quay đầu, nhưng khi đó họ sẽ tìm mọi cách để không cho anh em quay đầu được. Ngày trước mình có chơi báo cao cò như vậy, nhiều lúc đến khi mình báo mình đánh muốn xả kèo nó đi nhưng mà không thể hiện xả nổi. Một là họ nhắn trả lời mình rất chậm, hai là họ kêu kèo cho ăn rất thấp nha anh em. Rồi, video của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn tất cả những anh em đã theo dõi và đăng ký kênh của mình. Những anh em nào chưa đăng ký thì hãy cho mình một đăng ký. Những anh em nào chưa like, cho mình xin một like để mình có động lực ra nhiều video hơn để anh em tham khảo. Cảm ơn anh em.